bấm kẹp ca. Vâng, trận thi đấu thứ 9 trong xe đấu thứ 3 này. À tôi xin lỗi, trận thi đấu thứ 9 trong buổi giao hữu ngày hôm nay. Và Bi là người cầm Max C và chim sẻ cầm Kata. Max C thì tôi đề nghị kỹ thuật viên Sơn siêu sao anh tìm giúp tôi trong cái điểm mạnh của nó trên biển là gì. Theo tôi được biết đây là một loại quân rất kiên cường, không chịu khuất phục trước những cái lời dụ dỗ đến từ người khác. Thì không biết rằng trên biển nó như thế nào, tàu nó có mạnh không. Katha tàu tốc độ di chuyển 33% so với quân khác. Đúng ra nếu như Bi mà được cầm Minoan bài này thì ưng, đánh trần cung A lửa ở trong thôi, cung A lửa bắn cháy tàu luôn. Cái bãi quả của Bi trông nó cám cảnh, trông nó bủa vây thật đấy. Katha chỉ có tốc độ nhanh thôi. Lên đời 4 thì nói làm gì, tôi đang tính ở đời 3 chứ. Còn Max C cơ. Ôi giời ơi. Cái thằng Sơn xúc xích nó bót lên. Ui giời ơi. Macedonian tăng 4 lần khả năng chống phù cho các đơn vị thủy quân. Tao cần gì cái đấy, bị bắn vẫn chết như con ngoé. Tao tưởng là cái thuyền của Max C phải có chiêng đồng gấp 33% hay cái gì đấy chứ. Quỳ rồi, Lý quỳ, gọi ngay Lâm Sung ra đây cho tôi. Tăng 4 lần khả năng chống phù. Mày định chơi phù với ai hả Sơn? Tăng 4 lần khả năng chống phù chứ không phải chiêng đồng. Đáng lẽ phải thuyền Max C phải chiêng đồng, phải đỡ được nghĩa là cái loại cẩu đá với cái loại nghĩa là thuyền bẹt của đội bạn nó bắn vào chống 4 lần thì có phải là ưng không? Thôi cũng may sao Katha nó chỉ tốc độ chạy nhanh thôi. Đi mà lên sớm thì vẫn có thể liếm được. Ba xe đấu, thực sự là ba xe đấu mà các bạn khán giả được xem giải trí là rất nhiều. Nhưng chả ai chê hay ai trách gì BB ở cái kèo đấu này cả. Bởi một cái kèo đấu mà Bi đánh để cho các bạn khán giả xem giải trí là chính. Còn hơi chê vì là quân của em khác là cái thứ nhất, bị khác, và thứ hai là bài của em nó không quá đủ lực gỗ. Và cũng như một cái thế đẹp như chim sẻ. Và cũng phải nói thêm là chim sẻ đã tỏ ra xuất sắc hơn. Đấy là cái nhận xét rất khách quan của tôi. Chia sẻ xuất sắc hơn. Các bạn khán giả có muốn nghĩ theo một cái chiều hướng như thế nào, được tích cực cũng được, mà tiêu cực cũng chả sao. Mà thực sự quá sao thì cũng chả vấn đề gì. Bởi vì hiện tại là có thua là lỗi tôi đổi tất ra đánh lại quán No 1, No số 1 về dịch vụ. Nhắc cái No 1 phải tăng cái số 1 về dịch vụ thì tí nữa xuống mới được giảm tiền phí. Một mỏ cá ba thằng dân xiên cũng chả làm sao cả. Đúng ra mắc binh nhất của một cái bãi cá nó nhảy tanh tách kia là hai thằng dân đứng xiên thôi.
ba thằng dân thì nó hơi chật. Rồi làm đến hai con hiêu vậy. Tăng 4 lần khả năng chống phù. Rồi ạ. Đáng lẽ ghét phải sáng tác ra cái Max C này. Cái tàu của nó chiêng đồng phải gấp 4 lần chứ. Tên bắn vào không sao. Viết cái bản chế viết thế viết. Bộ binh thế nào thì trần sao âm vậy. Bộ binh thế nào thì dưới biển cũng phải thế. Bây giờ nghĩa là Việt Nam mình cúng cho các ông bà già, các cụ đã khuất rồi, cúng toàn SH mới là toàn TV, tủ lạnh, máy giặt, rồi thậm chí là cúng cả trực thăng để thành đại gia. Thì tại sao Max C lại không có chiêng đồng cho tàu? Vâng, tiếng Trung Quốc thì tôi chỉ học được mỗi câu mà cái tối hôm tôi ngủ với chuồn chuồn, à nhầm, tối hôm tôi sang phòng chuồn chuồn ngủ để chơi. Chuồn chuồn bảo ly sủa sư ma. Tôi chỉ biết được mỗi câu đấy thôi. Đây, đất nhà thằng xẻ đấy rồi. Bin này giấu kín nhá, sang chớm thằng đấy thả luôn. Xả hàng luôn. Ôi kìa, không ra được à? Ôi kìa, thôi quỳ đây, thôi ghét ơi, ghét ơi, ghét, ghét, ghét ơi, ghét ơi, trời ơi, ghét ơi. Chẳng nhẽ hai thằng dân nhảy xuống nghe thằng kéo cái thuyền ra, quỳ mới ghét đấy, ghét ạ. À. Ghét này. Đen cái tàu ấy đi. Tôi cái tàu này không ra được. Ghét quỳ. Cái lỗ nó rộng thế này rồi. Đút vào được phải lôi ra được chứ. Nhìn thấy khe rồi mà không ấn được ra. Chịu. Tôi đen cái BD đi Bi ơi. Thôi. Tôi thấy cái hình dáng của cái gì đấy nó sang rồi đấy. Bi nghe ca khúc Dáng Em của Nguyễn Phi Hùng chưa? Trong cái hàng của mình chưa được chuyển đến nhà đội bạn thì hàng đội bạn đã ở nhà mình rồi. Thôi, để hàng đi. Thôi đưa tàu sang. Giờ này nó sắp có lạc đà nhà mình rồi. Lạc đà đang chém Vivi, nhấp nháy, nhấp nháy. Tên này là tên của Vivi sẽ feed hết dân. Không thể tin được cái khe ảo như thế kia. Nhưng không sao cả, đây sẽ chính là cái kinh nghiệm để sau này các game thủ đóng nhà tàu. Thế này mà cái tàu kia không ra được. Tôi không thể tin. Vâng, cái tàu này nó sinh ra cái đầu nó quạt vào trong nhưng nó không thể quay đầu được. Cái lúc đóng máy mà để cho cái động cơ nó xả ra để quay đầu tàu nó lại vướng vào cái nhà. Quay bên kia thì vướng vào cái bờ mà lượng nông dân trên bờ thì cũng đủ trai tráng ra để xoay đầu cái tàu. Nó bị tắc. Vậy chúng ta chỉ bị đến với trận đấu đầu tiên của series thứ 4. Và như vậy là mới có 9 trận đấu trôi qua thôi.